Ai nuôi chó cũng biết rằng một trong những nỗi sợ hãi khét tiếng của chúng có liên quan đến mưa giông. Khi sợ hãi, chó sẽ có biểu hiện như cụp tai về sau, đuôi buông thõng, mắt mở to, thở hổn hển, liên tục liếm mũi và há mõm. Căng thẳng sẽ còn leo thang vào những đợt sấm rền. Một số chó thậm chí tự đâm đầu vào tường hay giật nảy người lên. Và nỗi sợ ấy không hề vô cớ một chút nào. Có hai nguyên nhân dẫn đến việc loài chó sợ hãi như vậy. Nguyên nhân thứ nhất là do boss quá nhạy cảm mà tiếng sấm thì lại quá to. Trong trường hợp này, có thể nói biết quá nhiều cũng là một cái tội. Mức độ nhạy cảm của chó vượt xa con người nên cảm nhận về cơn bão sắp đến cũng nhanh chóng và rõ ràng hơn. Thật vậy, chó có thể nhận ra suy giảm áp suất khí, lại còn thêm chiếc mũi cực nhạy để chỉ ra những thay đổi của môi trường. Người bạn bốn chân của chúng ta còn nhìn thấy ngoài kia là bầu trời vần vũ, kéo mây kéo gió, nổi sấm từng cơn. Mấy điều này khiến boss không khỏi sợ hãi và bức bối. Đó là chưa kể lúc bình thường, vài chú chó đã cực kỳ ác cảm với tiếng ồn rồi, nên vừa nghe tiếng sấm đùng đùng giáng xuống là nó giật nảy mình lên luôn. Nguyên nhân thứ hai khá bất ngờ, đó là do tĩnh điện. Chúng ta cứ ngỡ chó chỉ sợ sấm sét nhưng thực ra cơn giông còn đem tới một sự khó chịu khác. Các chú chó lớn với bộ lông dày và dài thường bị giật tĩnh điện. Điều này cũng tương tự như vào mùa đông khi chúng ta mặc áo len, đi chân trần, chạm vào cửa sắt và bị giật tê tê vậy đó. Đối với chó thì khi trời nổi mưa giông, không khí xung quanh thay đổi nên bất kỳ khi nào nó chạm mũi vào vật kim loại thì đều bị giật. Vậy là ngoài trời tiếng sấm vang, trong nhà lại bị điện giật, chả trách vì sao nỗi sợ của boss lại chất chồng ngổn ngang đến vậy. Khi quá bức bách vì bị giật tĩnh điện, chó thường kiếm những chỗ ẩn mình sát mặt đất như bồn tắm và phía sau cái bồn cầu. Trong một khảo sát ở Mỹ, hơn một nửa số hộ nuôi chó đồng tình rằng lúc trời mưa giông, chó thường trốn vào nhà vệ sinh. Thậm chí một chú béc dê đức nặng 36 kg còn nhảy lên bồn rửa mặt mà ngồi thiền trên đó. Một điểm đáng lưu ý khác là do gen di truyền mà vài giống chó đặc biệt nhạy cảm, dễ bị kích động như chó collie biên giới hay chó chăn cừu Úc. Trên đây là hai nguyên nhân chính dẫn đến việc các boss sợ hãi khi trời mưa giông. Các sen hãy biết cảm thông và yêu thương boss nhiều hơn nhé. Tập tiếp theo, thích thú sẽ giúp các bạn cách giảm bớt áp lực căng thẳng cho những chú cún khi trời mưa giông. Hãy đăng ký kênh Thích Thú để xem nhiều video thú vị về động vật nhé.